Chào mọi người. Bữa nay mưa quá không có đi đâu được. Hôm nay mình ở nhà làm món ăn gia đình tiếp nha mọi người. Bữa nay mình sẽ làm món thịt kho hụt vịt với nấu với nước dừa với món măng luộc mình bóp mình dắt nước ra xong cái mình chấm nước mắm với hụt vịt luộc luôn nha mọi người. Để mình cho mọi người xem ở đó, mọi người thấy không? Trời mưa nguyên ngày từ hồi sáng giờ luôn, mọi người thấy không? Mưa dày lâu làm đi đâu được? Rửa xe phải đóng cửa, mình rửa xe mà giờ đóng cửa luôn. Mưa mình như hình như nghe nó báo bão mọi người. Mình sẽ mưa từ sáng giờ luôn rồi, mưa dầm luôn, mưa lạnh lạnh luôn á. Giờ để mình sẽ kho thịt với hụt vịt với nước dừa. Mình làm có gì mà thiếu sót thì các bạn cứ góp ý cho biết, mình rút kinh nghiệm nha mọi người. Mưa dữ thiệt chứ, mưa nguyên ngày, mưa dầm sáng giờ luôn á. Con gà nước này mình nuôi, mình bắt, mình đi mình bắt hồi còn nhỏ, giờ nuôi bự rồi. Nuôi này mới có tháng mấy à, bự vậy đó. Hổm bắt mình phui chút xíu à. Mình đang luộc măng mọi người. Luộc măng xong lát mình dắt nước ra hết, cái mình làm nước mắm với hụt vịt luộc. Mình chấm ăn, ăn cơm. Đây là hụt vịt mình đang luộc nha. Này chắc chín rồi á. Mình vớt ra cái, để cho nó nguội xong cái mình co, giờ mình chuyển mình co thịt nha mọi người. Đây, sáng đi mua được đâu 70-80 ngàn thịt đùi á. Thịt đùi nha mọi người. Đó, mình ốp sơ với hạt nêm với tỏi bầm với củ hành bằm. Đó, mình ốp sơ rồi. Bây giờ để mình vinh cái nồi hạt vịt này xuống, mình hái cho nó nguội xong mình lọc, mình bỏ vô luôn mọi người. Rồi mình nhắc nồi hạt vịt này ra nha mọi người. Trái dừa mình chặt ra, chặt nước lấy nước nha mọi người. Đây, đốt sơ lên nha. Nếu mà mình chế biến có gì thiếu sót mọi người cứ mình ăn vô là bình luận rồi.
kèo sập có tất xăng lại nha. Đây. Mình kéo sơ nha. Để camera lên cái giá hơi xa phút tầm nhìn, hơi xa tầm nhìn nha. Hồi xưa có câu đàn ông là phải xách nước lau nhà, vợ kêu chồng dạ bẩm bà có con, giờ không có ai kêu, tự xử à, tự mình làm chứ không có ai kêu các bạn ơi. Lát mình ấy cho mình để nguội chứ mình dắt hết nước rồi cho nó ráo, chứ mình chấm với nước mắm với thịt dầm nước mắm không rồi, ngon lắm, có này ăn đỡ lắm. Mình là lát mình ấy nữa, còn nữa ngày mai mình nấu canh hầm với giò heo, nó có cái nằm cho heo lột sẵn để mình dắt nổ con nổ mai nấu canh hầm, con người thưởng thức canh hầm giò heo.
mình tạm ngừng nha, chừng nào mình nêm nếm rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi soi rồi nó ngọt rồi nêm nếm nha, vớt ra cái bọt rồi. Người kho này người ta bỏ thêm nước màu vô á, mình cũng xài nước màu mình cho nấu. Miếng muối vô luôn rồi. Nước dừa này ngọt rồi, giờ bỏ ít đường thôi. Bỏ thêm vài cái ớt vô, không có giờ chừng nào mình ăn mình dầm ra chứ gái mình ăn ớt không được, mình dầm ra thì nó ăn được tội. Ok quá, rồi bỏ vịt luôn nha. Rồi trong quá trình nấu á, có cái gì sót sót mọi người cho ý kiến, comment ý kiến của mình giúp mình rút kinh nghiệm cho mọi người. Cảm ơn mọi người lắm nha. Đó. Bắt miếng hành luôn nha. Yeah.
tìm gì nữa. Chi sai không rồi? Cần chi sai. Để mình múc ra cho mọi người xem và dùng nha, thưởng thức nha mọi người. Rồi, chào mọi người. Rồi mình nấu món ăn đạm bạc hàng ngày của gia đình mình nha. Đã xong rồi nha mọi người. Mọi người hãy xem và cho ý kiến nha. Đây là măng luộc nha mọi người. Măng luộc mình chấm với nước mắm hột vịt, nước mắm hột vịt nha, vịt luộc. Này thịt kho hột vịt nước dừa, thịt kho nước dừa nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video của mình nha. Mình chúc mọi người một ngày mới thật tràn đầy sinh lực, vui vẻ bên gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe nha mọi người. Cảm ơn mọi người luôn.